Dạ vâng, vừa rồi đại diện hai đội thi đã bốc thăm các câu hỏi số 1, số 3, số 6, số 10 và số 13. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Sau đây, ban tổ chức xin đọc câu hỏi số 1. Câu nói nào sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách làm việc của cán bộ dân vận? A. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. B. Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là tối thượng. C. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. D. Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết 15 giây suy nghĩ, ban tổ chức mời các đội thi ra đáp án trả lời. Và đáp án đúng của câu hỏi là đáp án D. Xin chúc mừng hai đội. Ban tổ chức xin đọc câu hỏi số 3. Phương châm phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là: A. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. C. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. D. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng. 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Ban tổ chức mời các đội thi giờ đáp án trả lời. Dạ vâng, và đáp án đúng của câu hỏi này là đáp án C. Xin chúc mừng hai đội thi. Tiếp theo, ban tổ chức xin đọc câu hỏi số 6. Theo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, ban giám sát đầu tư của cộng đồng do cơ quan tổ chức nào quyết định thành lập? A. Cấp ủy cấp xã. B. Hội đồng nhân dân cấp xã. C. Ủy ban nhân dân cấp xã. D. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Vâng, đã hết 15 giây suy nghĩ. Ban tổ chức mời các đội ra đáp án ạ. Và đáp án đúng của câu hỏi là đáp án D. Xin chúc mừng hai đội thi ạ. Tiếp theo, ban tổ chức xin đọc câu hỏi số 10. Năm 2024, huyện Đại Từ quyết tâm chung sức xây dựng huyện đạt huyện gì? A. Huyện nông thôn mới kiểu mẫu. B. Huyện nông thôn mới. C. Huyện nông thôn mới nâng cao. D. Huyện đạt tiêu chí của thị xã. 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết 15 giây suy nghĩ, ban tổ chức mời các đội thi giờ đáp án trả lời. Dạ vâng, và đáp án đúng của câu hỏi này là đáp án C. Xin chúc mừng hai đội thi. Tiếp theo, ban tổ chức xin đọc câu hỏi số 13. Trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, quy định tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện là bao nhiêu? A. Ít nhất 40% số xã trên địa bàn huyện. B. Ít nhất 45% số xã trên địa bàn huyện. C.
ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện. D, ít nhất 55% số xã trên địa bàn huyện. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết 15 giây suy nghĩ, ban tổ chức mời các đội ra đáp án. Và đáp án đúng của câu hỏi là đáp án C. Xin chúc mừng hai đội. Xin chúc mừng đội thi số 2 và đội thi số 3 đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin cảm ơn hai đội thi ạ.